Nhà tôi có ao rộng 1.000 mét vuông, sâu từ 1,2 đến 1,3 mét. Nhà tôi nuôi cá truyền thống với mật độ lớn. 9 ngày nay thì cá chấm có hiện tượng là nổi đầu, đen đầu. Khi mổ ra thấy gan hơi trắng, nước ao có màu xanh đục, đặc nước. Tôi đã xử lý bằng thuốc được 5 ngày, cá ăn nhiều hơn nhưng chưa khỏi hẳn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng, với câu hỏi này của bác thì tiến sĩ Bùi Quang Tề đã tư vấn cho bác như sau. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo như mô tả của anh thì cá chấm cỏ mùa này là mùa thu, nó cỏ thường, nó gọi là cái bệnh thường niên của cá chấm cỏ là bệnh có thể nó cái bẻ bệnh là ví dụ như là bệnh xuất huyết do virus và có thể bội nhiễm thêm bệnh đốm đỏ do vi khuẩn, nhưng mà thường xuất huyết do virus là chính. Thì theo như mô tả anh là cá nó đen người lại, và không biết anh đã cho ăn mới khử trùng. Thì theo phác đồ điều trị của chúng tôi thường nói là khử trùng nước ao để không cho vi khuẩn, cho các tác nhân gây bệnh nó lây cho cái cá khác, và đồng thời anh phải cho tôi ăn như thế này định kỳ ít nhất là từ 5 đến 7 ngày, cho ăn tỏi tươi giã ra, tỏi tươi giã thì có thể là nửa ký tỏi cho một tạ cá ăn trong một ngày, và cho 5 đến 7 ngày cho đến khi nào nó dừng chết cho tôi. Vì hoặc là cái thuốc ca là không có, nó cũng bằng thảo dược cho ăn cũng từ 5 đến 7 ngày và cho đến khi nào nó dừng chết, còn đến 10 ngày. Vì bản thân con cá chấm cỏ bị bệnh xuất huyết do virus thì nó kém ăn hoặc bỏ ăn, nên nó bắt buộc anh phải cho ăn dài ngày ra để con nào ăn được thì có thể là phòng được bệnh, mà không ăn được là không phòng được bệnh. Thì đây là bệnh xuất huyết do virus nên chưa có thuốc nào là chữa được cái bệnh này hữu hiệu, mà chúng tôi chỉ cho ăn bằng các cái thuốc thảo dược cho cá. Thế hoặc cái thuốc K-42 là 4 gram cho 1 ký cá ăn trong 5-7 ngày. Và nhớ là cứ 1 tháng 1 lần cho ăn vitamin C để tăng sức đề kháng cho cá. Cũng điều lượng theo giá sản xuất cũng